Tôi chỉ là một gà ngốc, chỉ biết trên môi nở nụ cười. Dù cho nhân gian là cay đắng, nhưng khi ai cần sẵn sàng tôi sẽ chia. Thật ra nhiều lần tôi khóc, thầm ước ao hạnh phúc riêng mình. Vì em tôi âm thầm chăm sóc, vì tôi luôn tin tương lai rồi sẽ khác. Tình yêu tôi chân thành trao em, dù biết rất ngọt như cây mà. Tình yêu tôi chân thành trao em, dù bao khó khăn chẳng ngăn bước tôi. Người ta thường nói tôi là kẻ ngốc nghếch. Người ta thường cứ hay như tôi trêu chọc, nhưng đâu biết rằng tôi yêu chân thành, thủy chung một người và yêu không toan tính. Dù cho cuộc sống lắm lúc mang thật nhiều nước mắt, người ta thì vẫn tính toán đông đau nhất hơn thua, thì tôi vẫn thương, tôi vẫn yêu người và thiết tha yêu đời. Vì con thì vẫn luôn tin rằng người tốt sẽ hạnh phúc suốt đời. Vậy thì mày về chỉnh, mày xin tiền của tía má mày đi. Mày nói với tao là tía má mày chỉnh giàu lắm mà. Bậy, tía quá bậy. Tía vậy là rất bậy. Mất bậy. Dạy xử với mặt ra mày. Ê, con mất dạy à. Mất dạy, mà không phải. Tại vì con giận quá, con giận cái câu đó quá, tía hiểu không? Bây giờ con hỏi tía nè, con mà xin ba má con là chắc chắn ba má con cho con tiền rồi, nhà con giàu lắm tía. Nhưng mà con rể của tía là tự lập từ xưa tới nay, chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ba má. Mà bây giờ còn mang tiếng đi ở rể nữa. Mà con xin tiền ba má con bây giờ là ba má con sẽ coi thường tía. Coi thường tía là coi như ba má coi thường con. Coi thường con là coi thường gia đình mình. Con không chấp nhận, không chấp nhận được. Sao đó, mày cứ nói với ảnh chị là tía má dưới này nghèo lắm, không có tiền để giúp mày. Không được ơi tía ơi. Bây giờ con nói tía nghe nhờ, con có một cái cách này nó hay lắm. Nhưng mà trước khi con nói cái cách của con là tía uống một ly với con. Tía uống với con một ly. Đó, tía uống vô đi. Thông chưa tía, thông xuống chưa. Đó, thông rồi, giờ con nói cho tía nghe cái cách của con nha. Bây giờ tía gán đi đâu, tía mượn giùm con mấy chục triệu để con nghĩ cách con làm ăn kinh doanh nha. Mượn tiền nha mày. Dạ không có chuyện đó đâu, quên đi con. Sao vậy tía? Tía mày tin con chứ, bây giờ tía không vay tiền cho con mượn là con không có vốn làm ăn. Con không có vốn làm ăn là con không làm giàu được, con không làm chồng làm cha tốt được. Rồi sau này con là cháu ngoại của tía nó đẻ ra rồi nó thiếu thốn đủ thứ đó, lúc đó nó oán hận con. Mày ai sao tự nhiên tía xỉa con vậy? Rồi tao xỉa không được hả? Tao tía vợ mà tao xỉa mày không được hả mày? Tía làm cha tía có quyền rồi, tía xỉa tiếp đi. Tự nhiên mày lôi cháu ngoại tao ra mày quýnh vô tim đen tao mày. Đúng rồi, đâu có để cho cháu ngoại tao khổ được. Được rồi, để tao suy nghĩ coi, tao tìm coi ai đó rồi ngày mai tao đi mượn tiền cho mày. Tía hứa nha tía, hứa phải giữ lời nha tía. Trời đang chuẩn bị chuyển mưa, nuốt lời nó quánh cái đùng luôn. Tía ơi, tía con tin tía, cảm ơn tía. Không ngờ trên cuộc đời này chỉ có một mình tía vợ là thương con. Thơm chưa? Nhạc vụ đại nhân, con xin cúi đầu chờ ân huệ. Xin tía hãy dùng một chén với con. Tía ơi, dậy uống đi rồi ngủ đi rồi. Tía ơi, say rồi hả? Tía ơi,
con cũng dụ được ông già. Nuôi dưỡng cho xịn. Mẹ ơi, con cũng đã sai rồi. Gì vậy thế? Mày nói đúng. Chó ngoại tao không có khổ được. Tao mượn tiền cho mày. Cái miệng chím chím dễ thương quá à. Miệng anh chím chím được dễ thương. Anh Minh hả? Về ngon không? Ăn ly của em đi. Thôi sao hả? Ăn chung mất vệ sinh lắm. À, để tôi mất vệ sinh tôi ăn cho. Cam ơi, bữa nay tôi trả trầu này nữa hả? Đương nhiên tôi trả, tôi mời mà, tiền thôi mà. Ôi Cam trả, bữa nay Cam trả tiền luôn á. Ghê chưa? Cam ơi, vậy xíu nữa tôi về á, tôi mua thêm 3 ly tôi cầm về nhà nha. Tiền thôi mà. Ủa, việc rồi 3 ly đó ai trả tiền? Cam trả nào. Ủa? Bình thường rồi. Anh mua gì cho Lan ăn hả? Tôi có không? Tôi mua về á, để đó. Để ngày mai á, có khách nào ghé nhà, mình cầm lại cho khách ăn, đỡ tốn tiền. Trời ông khờ quá ông Minh. Chè để đá rồi mai nó tan đá ra, nó hư, nó thiêu hết. Nó chó ăn chứ người nào mà ăn được. Với lại trong đây có nước cốt dừa, anh để tới ngày mai nó chua lè sao ăn. Khờ quá. Hai người khờ quá không biết gì hết á. Nè, đụng vô coi, lạnh không? Lạnh, lạnh ngắt luôn. Lạnh y chang tủ lạnh luôn. Đó. Cho nên á, chè mình để tủ lạnh nó hư không? Không. Không. Đâu hư đâu. Thì bây giờ cái đá lạnh này nè, mình đã bỏ ly chè rồi là nó lạnh nè, thì nó cũng sẽ không hư. Hiểu chưa? Ủa, hình như có gì sai sai á. Cái này là ly chè đá, còn cái kia là tủ lạnh. Nhưng mà nếu như vậy là chè hư, không có được. Đúng rồi, tủ lạnh là nó khác, con này chè đá là nó khác, đâu giống tủ lạnh đâu. Đá cái này là khác. Ôi, hai người khờ, mấy người không biết gì hết, nói chuyện mấy người tôi mệt quá à. Thôi không có cãi nữa. Nãy giờ ngồi ăn cái ly chè 3 tiếng, mệt quá thôi về đó. Nãy mình ra đây 5 giờ, bây giờ là 7 giờ, ngồi đây có 2 tiếng à. Đúng rồi, 2 tiếng. Đúng chỗ nào? Tầm 7, tầm 3 mới cứ hùa nhau hoài, bực bội quá. Bởi vì á, người ta nói đi chơi mấy người khờ là mệt lắm, cái gì cũng phải giải thích á. Nè, 5 giờ nè, 6 giờ nè, 7 giờ nè, mấy tiếng? Mấy tiếng? Nhưng mà từ 5 giờ tới 7 giờ là có 2 tiếng thôi. Đúng rồi, 2 tiếng. Tại vì mình lấy 7 nè, trừ 5 nè, bằng 2. Trời ơi, tôi chuyên về toán mà giỏi lắm. Nghĩ tập bạ mà ngồi hùa nhau đúng nhưng mà đúng. Nè, bây giờ tôi sẽ lấy một cái minh chứng ra để hai người hiểu liền luôn nè nha. Ví dụ nè, Cam sinh năm 90, Quýt sinh năm 92. Vậy thì hỏi Cam hơn Quýt mấy tuổi? 3 tuổi. Nhưng mà thì đó thì cho nên là 5 giờ tới 7 giờ là 3 tiếng. Không phải, 2 tiếng. Hai người khờ quá tôi mới tôi ra tôi về đây. Ơi, người khôn không chơi với người khờ. Em ơi, cho anh một ly chè đậu đen, chè đậu đỏ nha. Anh Minh, chưa có ăn xong mà. Trời ơi, người gì đó mà kỳ cục quá à. Vừa tham ăn mà vừa dốt nữa. Được con cái là đẹp trai à. Anh đẹp không? Cảm ơn tử nha. Dạ anh coi, biết rồi. Anh biết sắc đẹp là của bạn. Nhưng mà tâm anh tốt, tốt với ông bạn anh vậy đó. Thấy vậy á, chứ giúp người rồi thấy không. Em á, ít đi chơi với nó thôi, em không biết. Anh đi chơi nó hoài nè. Nhiều khi người ta nói nó khờ, nó cùng á. Anh xấu hổ với nó luôn. Với lại thì công việc cho anh Cam quá hả? Không sao, nhưng bạn bè anh em rồi. Nhưng mà nói nghe nè, nhiều vậy rồi có tiền trả hết không? Không biết trả đủ luôn trời ơi. Cái gì? Để tôi đem tiền. Em có đem tiền theo nha. Không có tiền trả là không biết sao luôn á. Tại vì anh sợ đem tiền không đủ. Anh không biết cái đây nó bán bao nhiêu ly chè. Đủ không Quýt? Vậy là em ăn thêm được phải không? Tiền đó mà. Em cứ kiếm thêm ly nữa đi. Không sao đâu. Chị ơi, cho em 5 ly ăn ở đây. Hả? Út nè, có thiệt là anh làm thêm vài lần vậy nữa đó
là Quýt sẽ sợ, sẽ chán anh, sẽ không có theo anh nữa không? Đúng rồi. Để coi á, ngày mai em gặp nó, để coi nó nói gì với em, sau đó em sẽ nói xấu về anh cho nó thêm. Chắc chắn là tin sái cổ luôn á. Nhưng mà còn cô Bưởi với cô Mận nữa đó. Ừ, em biết rồi. Hai hai. Đó giờ mọi người cứ chê là anh khờ lắm, bây giờ chỉ cần anh giả khờ thêm là ai cũng tin hết. Vậy té ra là mọi người còn khờ anh nữa, đúng không? Chứ còn gì nữa, chỉ có mấy người khờ á là họ mới nói anh khờ thôi. Chứ bình thường là anh giả khờ thôi, chứ thực sự anh không có khờ đâu. À, ăn đi. Ăn. Ông. Cái gì vậy? Trời ơi, người ta đang thả câu, làm cái cá nó chạy mất tiêu hết trơn rồi, thấy không? Tiện tình. Nói nghe nè, ở nhà coi giường tược, trông coi nhà cửa đàng hoàng nghe. Tôi đi dài hôm tôi gì à? Biết rồi. Cho tôi gửi lời thăm dì Dượng với mấy đứa cháu hen. Ừ. Tôi rảnh rồi tôi cũng đi. Ở mấy tôi đi với bà luôn cho nó rồi đi. Ê, bảy 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 bảy, đâu có được ông. À, ông đi rồi nhà cửa ai coi. À, với lại á, thằng Khanh nó đang ở đây. Ông về ở nhà coi chừng nó chứ. Nó là con là rể mắc mớ gì coi chừng. Tôi lo là đang lo cho nó cái chuyện khác kia kìa. Chuyện khác là chuyện gì? Cái chuyện mần ăn của nó đó. Bây giờ nó theo tôi ra sông mần cá thì cũng không được, tại nó không có biết lội. Mà bây giờ để nó ăn ở không ở nhà hoài coi cũng không có được. Ơi thôi thì cái chuyện đó ông tự lo đi. Thôi tôi phải đi ngay, kẻo nắng lên làm da tôi sậm mất. Giống quảng cáo trên truyền hình quá vậy ta. Giống chứ sao không, đêm nào tôi cũng coi mà. Y chang luôn á. Giống y chang luôn hả? Chỉ khác có cái chỗ. Chỗ nào? Người mẫu trên truyền hình người ta đẹp. Còn tôi xấu, lùn chân ngắn đúng không? Ông khỏi cần nói, tôi cũng đọc được ý nghĩ của ông rồi. Thôi tôi vô nhà tôi soạn đồ á. Nè mày nhớ nghe chưa, ở nhà không có nhậu nhẹt, đàn đúng nghe chưa? Nhắc cái chuyện ăn nhậu mới nhớ. Tối hôm qua lỡ sai, hứa với nó là đi mượn tiền cho nó. Ây chà, bây giờ bước mượn ở đâu đây? Ây chà, chắc phải liều mạng qua bà Tám mượn thử lần nữa coi có được. Bởi vậy người ta nói á, con cá mà ham mồi là dễ mắc câu lắm. Tiền bữa trước bà cho mượn, đưa cho con Xuân đi học chưa có trả. Bây giờ biết mở miệng sao đây? Mà không mở miệng, sao bà biết mình cần tiền, bà giúp mà không có tiền sao giải quyết được cái chuyện này? Mà nói rồi lỡ bà không cho mượn thì sao? Thiệt tình con cái nó làm khổ mình ghê. Tôi đi kiếm chỗ khác. Chỗ khác là chỗ nào? Ngoài bà ra đâu còn chỗ nào khác nữa. Mượn rồi bà không cho tôi. Anh hai, anh đi đâu mà anh thục tới rồi thục lui, anh làm gì vậy anh hai? À đi coi đất á mà. Định mua cái đám ruộng bên kia kìa. Rồi cái mình sang nền, mình cất cái biệt thự nhà lầu cho con gái nó ra riêng. Trời ơi, nó cất nhà thôi à mà anh làm gì? Trời nè, anh bước tới, rồi bước lui, rồi bước tới, bước lui. Trời, anh làm giống gì anh hai? Đang đo cái cầu này. Ủa mà cái cầu này tôi nhớ, cái cầu đi qua nhà bà Tám mà anh hai. Thì biết là vậy, nhưng mà thử lấy cái ni á, đi mai mốt đó đổ cái cầu bên kia để cho xe hơi nó ra vô. Trời ơi, vậy mà tôi là tưởng cái gì dữ lắm nữa. Có gì đâu. Ảnh dạo này khỏe không? Ủa sao tự nhiên hỏi ổng là sao vậy? Trời đất ơi, bà con lối sớm hỏi thăm không được hen. Ảnh khỏe không? Mệt, lúc nào cũng yếu rồi. Mệt hả? À, sao khỏe nổi khi có thằng vợ giống vậy? Trời, người vô duyên à. Ủa chú hai, chú hai đâu vậy? Ồ, tao vừa đi mà đầu óc tao nó vừa suy nghĩ hết chuyện này chuyện nọ.
đi ngang qua nhà bay mà ta cũng không hay luôn. Dạ. Ê, Bưởi bữa nay nó có ghé đây không? Dạ cô Bưởi hả chú? Cô Bưởi. À hình như có chú. Tại vì cách một bữa cô sẽ ghé đó, mà hôm qua còn không thấy cô ghé. Ờ Minh à, Bưởi nó có ghé đây, con nói nó qua nhà gặp chú nha, tặng chú có chuyện nhờ đó. Dạ con biết rồi. Ờ. Chú hai vô nhà uống nước chơi. Thôi, bây làm gì bây làm đi. Ta mới về ta coi nhà, bà về quê tới mấy ngày lận, nhà cửa không ai hết trơn à. Dạ. Nhớ chuyện con Bưởi giùm chú nghe. Dạ con biết rồi. Rồi chú về à. Ủa, thím hai đi mấy bữa không có ở nhà, vậy thì ai sẽ nấu cơm cho chú hai với Sơn ăn ta? Ê, đợt này tao thấy á Xuân, mình nên đánh nhanh rút gọn đi mày ơi. Không ổn. Ừ, mày nên đánh nhanh rút gọn đi. Không thôi á, cái con Bưởi gì gì đó, nó cướp anh Minh của mày luôn á. Sao tao ghét mà mày nhắc tên hoài à. Không ưa. Thôi mà cũng kệ nó đi. Dù sao đi chăng nữa, bây giờ anh Minh anh cũng xếp lịch rồi, thì nghe theo cái lịch của anh cũng được. Cái gì? Xếp lịch luôn á hả? Ờ. Tao 357 nó 246. Trời, vậy cũng được. Được hết đó mày ơi. Mà thấy vậy cũng hay. Cách ngày gặp đi chứ ngày nào cũng gặp chán. Với lại á, tao thấy ông Minh ngoài cái đẹp trai đó, hình như ông không có được cái điểm nào luôn á. Vừa hậu đậu vừa khù khờ mà thiệt á. Hôm bữa trước á, nghĩ sao cầm điện thoại tao lên làm rớt một cách. Trời ơi, xót luôn á. Hư luôn cái điện thoại luôn. Không nể tình ông đẹp trai là tao gào nát mặt rồi. Trời ơi, anh Minh á, ảnh vậy thôi, chứ tốt bụng nè, đẹp trai nữa, phải không? Thì đó, nể là nể cái đẹp trai đó. Ủa anh, Ê, kiếm cái gì vậy? Tao kiếm cho. Kiếm con nhỏ mà phụ mày đó. Nó mướn rồi mà đâu rồi? Trời ơi, mày kiếm con người á, mà tao tưởng mày kiếm con gì không có mận. Ngồi xuống đây tao làm cho. Đi vòng vòng à, đâu nhớ cái nào hỏi liền cái đó. Đúng không? Thôi mày đừng có nhắc con nhỏ nhiều chuyện đó giùm tao một cái đi. Ủa nhiều chuyện lắm hả? Bữa nay nó xin đi trễ rồi. Nhiều khi á tao không biết á, tao là chủ hay nó là chủ nữa. Trời ơi, đi làm gì mà tối ngày xin đi trễ à? Tao nói mày hiền quá làm chi. Tao thấy tốt nhất á là nên đăng bản tìm người mới đi là vừa. Sơn ơi, Sơn. À, gì vậy anh Minh? Tôi mua này cho Sơn ăn nè. Lát nhớ ăn nha. Thôi, em muốn anh được có nấu cho em nữa. Em ngại quá à. Không có gì ngại đâu. Mấy cái này dễ nấu lắm. Canh chua cá lóc á, món Sơn thích ăn nhất luôn. Ráng ăn nghe, cho bộ đứa bé trong bụng á. Nhưng mà... Không sao đâu, đừng có ngại nha. Anh Minh. Vì em tôi âm thầm chăm sóc. Vì nhiều tôi lúc luôn tin tưởng mình cũng dễ thương được chứ. Tình yêu tôi chân thành trao em. Dù biết dần ngọt như thầy mà. Tình yêu tôi chân thành trao em. Chỗ này là phải đặt cái tivi. Còn bên kia bây giờ mình sẽ đổ kim đất. Đó mình làm rộng ra, mình để mấy cái bàn đi ra. À, chỗ này mới lý tưởng à. Chỗ này rồi mình sẽ đổ đất lên thêm. Đó, làm cả một cái bến phà ở đây. Nghe tàu sẽ đậu tấp nập. Còn chỗ này nữa chỗ... Trời ơi trời. Sao làm cái gì vậy? Tao hỏi mày mới đúng đó. Mày làm gì vậy? Trời ơi, tự nhiên đứng nói chuyện mình tao tưởng mắt dưới chứ. Mắt dưới cái gì? Con đang lên ý tưởng xây dựng lại cái quán này. Thiệt không? Thiệt. Sao làm con quên hết luôn. Nghe tao hỏi nè, cái chuyện mà hôm qua đó thằng Khanh nó nói với mày đó, mày thấy có được không? Quá được luôn. Sao thử nghĩ coi, bây giờ sao để cái tivi đó mở đá banh lên cho thanh niên trong xóm mình lại coi. Thanh niên nó lại coi đông, sao bán cà phê được nhiều. Quá ngon luôn rồi. Đúng rồi, quá ngon. Nhưng mà mày với thằng Khanh á được lợi lộc gì ở trong đó, rồi cái tự nhiên tụi bay xúm nhau hùng tiền mua cái tivi làm chi? Lợi á thì rõ ràng con chưa có thấy, nhưng mà con thấy cái dự án của ảnh là ok lắm. Vài bữa đó con gặp ảnh á,
con sẽ năn nỉ anh, xin ảnh cho con Hùng vô. Ừ. Hả? Còn Sáu á, bây giờ anh chịu đầu tư cho Sáu á là cơ hội duy nhất cho Sáu. Sáu mà Sáu không chịu chấp nhận là mất cơ hội này là xong. Bây giờ anh đem cái tiền đó anh đầu tư một cái quán khác, rồi thanh niên trong xóm mình kéo qua bển uống cà phê hết, coi như Sáu mất cắn. Ờ ha. Làm ăn mà mình mới biết chụp giật, có là làm liền. Sáu suy nghĩ kỹ lại đi. Đúng rồi, phải tính thôi. Đúng rồi. Chị Sáu đẹp. Ai nghe mới tới hả? Sao rồi chị? Cái vụ em nói với chị nói để chị suy nghĩ á, chị suy nghĩ tới đâu rồi? Chị đồng ý rồi. Chị Sáu thức thời quá. Thấy em đẹp trai á mà đưa ra cái ý kiến đó là chị chịu liền. Xinh xắn. Nè, bây giờ hai đứa ngồi đây, chị lấy nước uống nha. Ủa? À, hai đứa uống gì đây chị làm? Ờ, à, phê đi. Phê đi hả? Con... Con có rồi. Có rồi hả? Uống cà phê gì? Đường ít, đường ít. Được hết không? Rồi, chờ nghe. Công nhận hôm qua ông diễn hay thiệt ông Vinh. Trời ơi, em quýt em tin quá trời quá đất luôn. Lần sau ông giả bộ ngu nữa nghe. Ôi, bộ nó tưởng dễ với ngu ngơ ngơi là dễ lắm hả? Khó lắm luôn á, đừng có giỡn. Tôi chỉ cho cách nè, là phải làm cách quyết liệt lên, mạnh mẽ lên, không sợ gì hết á là làm được à. Anh Minh. Ủa, có bạn. Ủa anh Cam, sao giờ này còn ở đây? Thì tôi rảnh tôi qua tôi phụ bạn tôi. Trời đất ơi, hôm qua lo bên giữa coi giữa trái cây giùm tôi đi chứ. Ủa, cô có kêu tôi đi gì nào đâu tôi đi. Bây giờ tôi kêu nè, đi qua bên đó coi trái cây để coi chừng người ta làm việc, hiểu không? Còn cái việc ở đây là của tôi, để tôi phụ. À, việc đây là cũng của tôi mà, cái này là muốn qua bển là ngoài giờ phải không? Thì đi qua đi, cái gì mà tôi kêu là phải có tiền tăng ca, hiểu không? Chỉ cần một tăng ca là tôi tăng tốc liền. Ê, tôi đi Minh. À, đi lẹ nha. Hiểu mà. Anh Minh, có gì không để em phụ cho? À, đâu có gì đâu à, mình tôi làm được rồi. À. Mà bữa nay tôi thấy cô khác khác á, tôi thấy như là cô đẹp hơn mọi bữa luôn á. Hả? Thiệt hả? Ờ, chắc tại tôi mới đi làm đẹp, làm tóc ở bên tiệm của Xuân về á. Hả? Đẹp hả? Cô qua bên tiệm của Xuân cô làm hả? À. Ôi, hàng chi á, bữa nay cô đẹp hơn bình thường nhiều luôn á. Tôi nghĩ á, là cô phải qua đó mỗi ngày luôn là cô sẽ đẹp lắm luôn á. Trời ơi, anh Manolo, anh thông minh quá. Đúng rồi, em phải qua đó không phải mỗi ngày mà một ngày em qua ba bận luôn. Em làm đẹp sáng trưa chiều luôn á, là em đẹp nguyên ngày luôn. Ba lần luôn là chắc tôi nghĩ ngày nào cô cũng đẹp giống như cô Tiên luôn á. Trời ơi, anh Minh khen tôi đẹp giống như cô Tiên. Nhớ ngày qua ba lần nha. Ờ, tôi nhớ rồi. Mà làm gì cứ tối ngày tưới hoài vậy? Anh Minh ơi. Hả? À, trời ơi, nhức đầu quá à. Ôi, cô Vân, cô bị gì vậy? Hả? Em mệt quá, hình như nãy giờ em đi ngoài đây nè, gió mái á, hình như em bị trúng gió rồi sao? Bị trúng gió hả? Em gió, mệt quá. Trúng gió phải làm sao ta? Bị trúng gió. À, hình như là có lần á, tôi nghe Út Điệu nhà tôi nói, ai mà trúng gió là phải cởi đồ ra cạo gió là mới hết á. Cởi đồ ra cạo gió hả? Ờ. À. Ờ, à, thôi vậy bây giờ, à, chắc em trúng gió thiệt rồi đó. Anh dìu em về nhà rồi em cởi đồ ra anh cạo gió nha. Ờ, à, để tôi xíu. Cởi đồ nữa. À, mệt quá à. Em nhức đầu quá à. Trời ơi, cái đôi dép dơ quá à. Tế ơi. Tế. Gì đó. Ê. Cái này thì kiếm muốn chết rồi. Kiếm tôi làm chi? Ra đây phụ tôi hả? Biết gì đâu phụ. Chứ kiếm tôi làm chi? Trời ơi, tía không biết con kiếm tiếng chi luôn á hả? Ừ. Thôi, chuyện quan trọng như vậy mà cái mặt tía bình thường như vậy luôn á hả? Chuyện gì quan trọng? Ví dụ mượn tiền cho con á, mượn được chưa? Chuyện đó hả? Rồi để bữa nay rồi... Bữa nay rồi tính. Tính sao được mà tính, tía hứa với con rồi hôm nay con đi ra ngoài á, trên đó là con hứa với người ta, con hùng vốn với người ta hôm nay mà bây giờ không đưa tiền cho người ta mất uy tín của con, mất uy tín của người ta cười vô mặt con, người ta cười vô mặt tía luôn á. Bây giờ tía phải làm sao cho con chứ? Giờ tôi biết rồi. Nói nhiều quá. Tao biết rồi.
làm gì làm, bữa nay cũng mượn tiền được cho con, con yên tâm đi. Ừ, nói uy tín gì trơn, con nít ai coi cái gì nữa. Thôi vậy mày, nói vậy rồi còn lèm bèm hoài vậy, để tao làm việc được không? Nói gì đâu. Chắc chắn là bữa nay mượn tiền được cho mày, nghe không? Đi vô đi. Nhớ nhà tía ơi, con uy tín là tía. Cái anh này làm gì mà lâu dữ gì không biết nữa. Người ta nói người ta trúng gió luôn mà. Ê, có khi nào anh đi tắm rửa sạch sẽ xong rồi anh mới vô đây anh cạo cho mình không ta? Trời ơi, bữa nay được anh Minh cạo gió cho. Mà lâu quá à. Thì có ngọn mình chán quá nè. À, anh ơi nhẹ hô đau quá à. Ủa, nhẹ lắm luôn rồi đó. Anh ơi, mai mốt á, mình cưới nhau về xong cái em thay cái tóc đẹp thì là đẹp cho hai đứa mình nha. Đây nè. Năm qua chơi à? Ủa? Minh đâu? Minh nó làm vườn ngoài kia kìa, nó kêu tao vô cạo gió cho bay nè. Đâu có. Ủa anh đang cạo gió cho con, anh đi đâu hả? À? Đi tự nhiên đang cạo gió đi ra làm vườn à? Trời ơi, cái con này mày nói gì vậy? Hả? Bây giờ á, thì Năm mới qua cạo gió cho mày nè. Mày nói cái gì đâu không à? Đây 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 đây, 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 đây cạo gió. Ê, ê, khoan khoan khoan. Cái gì? Đứng lại, đứng đi. Sao? Ừ, trời ơi. Mùi cá không mà. Trời ơi, thôi bắt đầu thôi. Thôi 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 được rồi, con khỏe rồi. Khỏi cạo gì hết trơn á nha. Thử mùi cá của dì Năm một hơi, con bệnh á. Cho con nhỏ này. Trời đất ơi, không có gió thôi làm dữ vậy. Làm ướt. Trời chết sai. Trong đất gì hết trời. Trong đất cái gì? Chú 13, chú 13. Chú 13, chú 13. Cái gì vậy con? Chú 13. Có mấy sĩ vậy? Trời ơi chú 13 là chú 13. Sao? Chú coi đó, con nuôi của chú hai đó. Được cái đẹp trai mà còn vô duyên hơn. Thôi kệ đó đi con ơi. Nó đẹp trai mà nó có duyên á thì lấy vợ mấy mươi đời rồi. Con là biết vậy rồi à. Mà con muốn hỏi chú này nè. Gì con? Con muốn mua quà tặng cảnh á. Mà giờ con không biết mua cái gì hết trơn á. Phải không? Thì con gái con có gì tốt đẹp con tặng cảnh đi. Ý mà quên để chú nói cho con nghe này nhớ không? Bây giờ con tặng cho con trai phải không? Con tặng đồ hiệu đó, cũng như là đôi dép hiệu đó con. Ảnh là nó mê con liền hả? Ờ hả? Sao con không nghĩ ra ta? Nhưng mà con đâu biết chân ảnh mang size nào hay là cỡ trời nào ơi, đâu con mua. Thì với ợt à, con hỏi nó đi. À đúng rồi, để con về con đi hỏi anh nha. Con cảm ơn chú 13 nhiều nha. Con đi đây. Trời ơi thiệt, con nhỏ này mê trai dễ sợ luôn kìa trời. Người ta nói cái con đường nhanh nhất đi đến trái tim của người đàn ông là đi qua cái bao tử. Bữa nay mình nấu món này cho anh Minh ăn, thế nào anh cũng thích mê cho coi. Đợi xíu sôi chút nữa bỏ tôm ra là xong. Thôi cô Bưởi ơi, cô đừng có đo nữa, tôi không mặc đồ của cô đâu. Điều nhà tôi mua cho tôi nhiều đồ lắm, cô không cần may cho tôi đâu. Anh kỳ quá à, anh á phải mặc đồ văn minh thật sự nè, anh mới đẹp trai. Lại anh mặc vậy anh đi chơi với em mà. Nhưng mà Dục này quan bên, anh quay trước em đo coi. Ê, ê, đứng lại, đứng lại. Anh á, anh làm cái gì vậy? Sao anh để cho người ta thoải mái sờ mó anh vậy? Cô may đồ quá. May đồ cái gì mà may đồ? Còn bà này nữa, con gái gứa vừa vừa phải thôi nha. Nghĩ làm sao?
qua nhà trai đó là một cái sai rồi, qua nhà trai mà còn sàm sỡ trai là cái sai thứ hai, biết chưa? Trời đất ơi, bà ở đâu ra bà kêu tôi sàm sỡ? Bà bị khùng hả? Tôi qua đây tôi đo đồ, tôi may đồ cho ảnh mà bà kêu tôi ôm ấp ảnh. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Ngân, hỏi ý, anh nó qua đo đồ cho anh hả? Ờ, tôi mới nói thiệt mà, may đồ. Chà, nó nói em. Nói đồ mà. Nói gì có nghe đâu, tự nhiên ra chửi người ta một tăng kìa. Nè, ờ, thì qua đây may đồ, thước đây nè, xong đó, lấy tay đo, cố tình hả? Ủa, mình thích thì mình làm thôi, tôi thích đo bằng tay thì tôi đo bằng tay thôi, bà cấm tôi được hả? Trời ơi, con gái con gứa mặt dày dễ sợ không? Qua đây để làm gì? Lợi dụng sờ mó người ta thì có chứ đâu mà qua may đồ. Trời ơi, lợi dụng hả? Chứ tôi đâu có phải như cái dạng mà vô bếp xong rồi nấu ăn hầu hạ người ta ở đây. Ê, tôi á vô bếp tôi nấu ăn nhưng mà tôi chưa đụng chạm vô người ảnh nha chưa? Tôi không có trơ trẽn như ai kia. Mà mày nói ai khùng? Giờ muốn sao? Muốn khùng không? Khùng cho mày coi luôn à. À, chơi võ à? Khoan. Đâu giỏi nhau hả? Anh đừng có cản em, để em chơi khô máu nhá. Anh khô thì tức ra. Anh làm gì vậy? Ông Điệu nói á, là trâu bò quýnh nhau á là rùi mũi sẽ chết hết. Tôi giống như rùi mũi á nên tôi phải ngồi đây này cho nó an toàn. Hai người đấu nhau đi. Ổng nói bà trâu bò. Ổng nói bà trâu bò đó. Khùng quá đó bà. Ổng nói bà. Cái tướng bà như con bò vậy. Bà tướng bà như con trâu vậy đó. Bà khùng quá. Anh nói ai trâu bò? Tụi em qua đây là vì ai? Vì anh. Mà bây giờ anh nói tụi em là trâu bò. Em không có tin được luôn á. Tôi không hiểu sao á mà bà yêu ổng được. Tôi không biết sao bà yêu ổng luôn á. Tôi còn không biết mà. Không biết đâu. Thiệt khổ ghê luôn á. Tôi không hiểu tại sao tôi có thể yêu ổng được á. Mai mốt á tụi mình đừng bao giờ gây nhau vì ổng nữa. Người đâu mà kỳ cục à. Con trai vừa nhát vừa hèn nữa. Ui. Ủa, đang định đấu võ với nhau rồi tự nhiên thành bạn thân luôn vậy? Vậy nhờ vậy mới không banh nhà. Ủa chú hai. Ờ. Anh Minh nói chú hai kêu con qua đây có chuyện gì hả? Ờ, vô đây đi, ngồi uống nước cái. Rồi, đợi con chút. Rồi, ngồi đây. Mà chờ chút. Chú làm gì vậy? Chờ chút. Đây, cho con ngồi chứ gì. Ngồi ngoài này á, nói chuyện cho nó mát mẻ, rồi bên kia ông Sáu ông đang đờn á, lâu lâu nghe văn vẳng qua đã lắm. Rồi con ngồi đi. Cảm ơn chú. Ờ. Cái quỷ gì vậy? Không có gì. Chú sao vậy? Con ngồi yên ha, con ngồi dạ. Yên. Ờ. À, chuyện nó như vậy nè. Tại vì chú hứa chú tặng cho thằng con rể chú một chiếc xe hơi nhân ngày sinh nhật của má nó. Mà bây giờ thiếu đâu khoảng 10 triệu. Con coi có giúp được gì cho chú không? Trời đất ơi, sinh nhật má mà tặng quà cho con. Mà thôi, chú đừng tặng xe hơi. Chú biết hả, trong làng mình mấy thằng trẻ trâu, nó thấy ai đi xe hơi là nó chặn lại à. Mấy bữa nay con chạy xe máy qua nhà chú không đó. Khổ cái là tại chú lỡ chú hứa nó rồi. Mà bây giờ mình không tặng là coi như mình thất hứa. Nó tự ái nó bỏ đi rồi mai mốt cháu ngoại chú đẻ ra tự nhiên không có cha tội nghiệp. À, con giúp được chú không? Nói chung là vợ ở đây tiền con không có. Nhưng mà con cho chú mượn sợi dây chuyền. Chú ngoại chú gỡ ra đi. Trời con đã mở lời con nói vậy rồi chú còn ngại gì không biết. Chú cứ qua chú mở ra đi. Qua đi mà. Đây nè cái chốt nằm đây nè chú. Trời con nói chú nghe. Sợi dây chuyền đó hơn cả 10 triệu đó. Chú gỡ ra chú coi chú đem cầm rồi đi bán đi. Sao vậy chú sao vậy? Nặng. Ừ, đối với con cộng nó chuyện nhỏ chứ em. Ờ, chú cảm ơn con nghe. Giờ là uống nước hen. Dạ. À, chú đi làm cá, chú để dành tiền chú dồn lại rồi cái khi nào đủ cái chú cuộc cộng cái dây chuyền chú trả cho con hen. Trời, chuyện nhỏ chú ơi. Uống nước đi con. À, chuyện con với thằng Minh bữa giờ tới đâu rồi? Tới đâu đâu chú. Tụi con hả? Tính bốc thăm coi ai thắng. Bốc thăm là sao? Mà bốc thăm với ai? Với con Mận. Chú sao vậy? Không sao. Cái xào mới có xào là mày ngồi yên giùm tao cái. Lên đây tụi bay. Nhận lên. Ai. Nghiêng. Cao lên trước. Không được. Cao dữ vậy. Đánh đi. Nghiêng.
Sao đứng nghiêng? Sao thấy tivi nó nghiêng? Đúng rồi, sao đứng thẳng lại đi? Thằng đi đâu nghe tao tức mặt quá. Rồi, lên nha. Bắt đầu lên rồi. Lên. Đây nghiêng quá. Trời, cho con ngắm coi tụi mình không được. Ông dính tivi giùm tôi coi. Đưa lên. Ui, sao rồi sao? Hả? Dạ. Sao đứng cái ghế này chị? Sao lùn mà sao đứng đây sao thấy được? Đây. Đứng lên đây. Đó, chuẩn chưa? Đó, giờ được nè. Đó, mấy lần đi dưới bên đây, cao lên. Cao lên. Cao lên. Ông nội con cao cũng không nổi nữa, mày đi vô đây. Đó, hai đứa tụi mày. Đó, đưa, một, hai, ba, lên một chút xíu. Thôi xuống, hồi cao hồi bao quanh. Bên đây chút xíu, đó, Thao ngã lại bên đây chút xíu. Thao ơi, hình như cái này người ta bắt bát sẵn rồi đó Thao. Trời ơi, ông nội ơi, đã giờ xong rồi. Làm tôi đưa qua đi, làm tôi mệt một chết à. Anh kêu sao nhồi quá chị? Mang vô, mang vô. Cao ơi, trời ơi, tôi mệt quá, trời đất hà. Được chưa? Được chưa? Có hình chứ sao? Có rồi. Trời ơi, đẹp lắm mày ơi. Nè nha, đã con mắt luôn. Chiếu này hả, tha hồ mà mình hốt bạc luôn ha. Có cái tivi này á, bảo đảm cái quán của mình khách sẽ vô nườm nượp. Anh Khanh, không ấy tối nay mình khai trương luôn đi. Tối nay được, tối nay có trận đá banh chiến lắm. Ê, nhưng mà ông phải nhớ nha, lo vòng ngoài cho kỹ nha, không dễ ngươi mấy vụ này được đâu nha. Yên tâm, thằng Thống này là chơi biết bao nhiêu năm nay rồi, có ai bắt bác gì đâu, hiểu không? Tôi đã nói rồi, ông cứ lo ra kèo đi, còn già ngoài để tôi lo. Tôi đã già bao nhiêu năm nay rồi, có ai bắt tôi đâu. Vậy giờ còn đá nữa không? Bỏ rồi, nghỉ đá gà rồi, bây giờ tôi chơi đá banh. Kỳ này tụi mình sẽ làm giàu. Thắng chắc luôn. Ê. Chào tao nha. Ê. Xin lỗi. Anh đi lang thang khắp nơi, đi tìm em đó mà. Đi đâu vậy? Em đang đi mua đồ cho vợ anh nè. Trời ơi, tự nhiên cái không khí lãng mạn này em nhắc vợ anh. Nhắc vợ anh muốn nhảy xuống chết trên hồi. Sao? Tủi thân lắm em ơi. Chuyện kể ra dài dòng lắm. Không mấy mình đi kiếm cái quán nào mát mát, vô đó anh kể tóm tắt cho em nghe được không? Dạ. Đi nha. Dạ. Đi nha. Hướng này, đi. Là chồng của Xuân thì phải. Dạ em ơi, anh chị uống nước. Uống nước đi em. Dạ anh cho em xin tiền trước. Tiền hả? Dạ. Còn dư á, dạ. Anh bo cho em luôn. Dạ. Ăn cơm chưa em? Dạ. Chưa hả? Đây cầm ăn cơm luôn. Sung sướng thiệt á, trời có chồng giàu ơi là giàu luôn. Nói là đau lòng. Cái nhà đó một tay anh lo hết. Cổ là anh lo từ A đến Z, không thiếu cái gì hết. Mà cổ coi anh không ra gì hết. Cổ đối xử với anh tệ lắm. Hai vợ chồng anh ở chung nhà nhưng mà ngủ khác giường. Sống là vì cái nghĩa thôi em. Anh khổ lắm Thủy ơi. Kỳ ghê, có chồng nè. Trời đất ơi, chồng như vậy nè. Mà bỏ bê, em mà có chồng thiệt á, em cứ như trứng cho em hứng như hoa luôn á. Thủy à,
em có thể nào bớt bớt dễ thương lại được không? Em cứ như vậy hoài anh không thể chịu đựng được nữa đâu. Từ lần đầu tiên gặp em là anh đã quý mến em rồi. Trời ơi Thủy ơi, nước ao gì ông trời ban cho một người vợ giống như em, chắc là anh sung sướng lắm. Thôi anh đừng nói vậy, em nghe em thích quá à. Thích lắm. Dạ, không ấy, em muốn làm vợ anh được, em làm bạn gái anh được. Trời ơi, cuộc đời đối với tôi chỉ có thế là đủ. Anh bây giờ anh rất là thèm cái hơi ấm của một người phụ nữ. Dạ. Mà không được, mang tiếng ngôi vợ, mà cũng như không vậy đó. Mà anh ơi, sao má em bị bệnh nặng lắm á, con bệnh quá trời bệnh, má bệnh mấy hôm nay cho em khổ tâm quá. Em đi làm cho vợ anh, em kiếm tiền cho mẹ em mua thuốc. Trời mà ơi, em xin ông luôn chứ không có cho. Trời ơi sao dạ, mà sao dạ, mà chị tệ quá vậy, không cho em luôn hả? Chỉ cần một chút xíu tiền để em mua thuốc cho má em thôi à. Ôi má em bị bệnh hả? Dạ. Trời ơi tội nghiệp quá, mấy cái cô gái mà trẻ trẻ giống như em má hay bị bệnh quá ha. Không sao em đừng lo, bắt đầu từ bây giờ cuộc đời em đã có anh rồi, nghe chưa? Từ nay cuộc đời của em là chỉ sung sướng thôi. Tiền bạc để em lo. Tiền anh thiếu gì? Ba má anh trên Sài Gòn giàu lắm. Anh hát lên một tiếng gửi tiền vậy đó cho anh nườm nượp liền. Vậy anh cho em chút xíu tiền em mua thuốc cho má em nha. Bao nhiêu cũng được, đừng đưa gì chút xíu. Cuộc đời anh còn được mà. Ôi thương quá à. Trời không biết kiếm đâu ra bạn trai như vậy luôn á. Trời thương quá à. Má em cần bao nhiêu vậy? Má em cần bao nhiêu? Dạ một chút xíu thôi. Chút xíu thôi hả? Dạ. Nhiêu đây đủ không? Dạ. Thì cầm thêm đi, cho chắc ăn. Thôi vậy má em. Trời nằm phòng VIP luôn rồi. Cho má em lên trên bệnh viện Sài Gòn luôn. Hỏi nằm dưới đây nữa. Trời ơi, em thương anh quá à. Trời ơi, không biết thương để đâu cho hết luôn á. Để đâu cũng được hết, em để đầu anh cũng được. Dạ. Lạnh quá, sao mà bỏ tôi ở đây lạnh lẽo như vậy trời ơi. Gì vậy? Cái gì như con quỷ vậy? Trời ơi, anh làm cái gì mà nửa đêm nữa không? Anh quên nghĩ thấy ghê quá vậy. Quá, quá nhiều. Thôi được rồi. Hồi nãy tôi mới thấy anh với cái cô kia. Thấy gì ba? Anh dám làm chuyện có lỗi với Sương hả? Anh với Sương mới là đám cưới thôi mà anh với cái cô kia dám. Anh đâu có gọi đò đâu. Anh ra đây để kiếm em tâm sự. Trong lòng của anh bây giờ đang buồn. Ủa? Anh có chuyện gì mà buồn dữ vậy? Vợ chồng cái gì mà giống như chuyện giả bộ quá. Sao tôi biết? Hả? Ý của con là con không giải thích thì làm sao tôi biết? Con không cho anh Thanh vô phòng ngủ là tại vì con phải bảo vệ cái thai. Thì anh nói là đợi em cả đời cũng được. Em tính là kiếp sau mới quay lại. Em làm vậy với anh được luôn hả? Đúng, anh có thể đợi em cả đời được. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh không thể đợi được nữa. Lan à, mình đi uống cà phê để tâm sự có được không? Bể kèo rồi. Bể kèo? Là sao? Vì tôi nói là bây giờ cả ông nội Việt Kiều đó không có chịu về đây lấy tôi nữa. Ủa, trên thị trấn nó khách sạn ở dưới đây dạ, không có. Đúng rồi. Dưới đây không có luôn. Đúng rồi. Cha, em gái nhà lành mà em gành khách sạn dữ ha. Không. Em là em nghe mấy chị ở trong tiệm nói á. À mấy mẹ trong tiệm nói với em dạ, vậy á hả? Dạ. Thôi. Nghe em không biết gì hết trơn á. Ủa anh bị sao vậy? Sao tự nhiên lại tủi thân? Chuyện này kể ra thì nó dài dòng lắm. Mong em kể ngắn gọn cho em nghe nha.